sau gần một tháng mở cửa trở lại các điểm tham quan, nhiều số lượng du khách đến với thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam vẫn còn hạn chế. Khi nhận thành phố này đang chuẩn bị nhiều sự kiện nhằm thu hút du khách đến với phố cổ, nhất là trong dịp lễ Tết sắp tới. Đây là sân khấu đơn ca bài tròi bên bờ sông Hoài, thành phố Hội An. Đêm ca nhạc ấn tượng với chủ đề về Hội An nghe hát bài tròi đã làm không khí dậy đêm.